Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối chủ nhật ngày 1 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng đã có điện mừng gửi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có điện mừng gửi Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có điện mừng gửi Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Trong điện mừng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, cải cách mở cửa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đạt được trong 74 năm qua. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chiến lược mà Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra. Sớm xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa, hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất quán xác định Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhấn mạnh năm 2023 có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là dịp kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây cũng là dấu mốc để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, tổng kết những kinh nghiệm thành công, cùng hoạch định một tương lai phát triển bền vững, lâu dài cho quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới đồng chí Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tối qua tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì. Tham dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương độc lập hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh, đồng thời biểu dương chúc mừng những thành tựu rất đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong 60 năm qua. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội ôn lại những dấu mốc quan trọng của vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi mà 235 năm về trước, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã chọn làm nơi đóng đô của triều đại Tây Sơn. Với vị trí chiến lược quan trọng, nơi đây đã trở thành một đô thị lớn của xứ Trung Kỳ. Vinh Bến Thủy còn là nơi khởi đầu của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, được vinh danh là thành phố đỏ anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 10 tháng 10 năm 1963, Chính phủ ra quyết định thành lập thành phố Vinh. Trong 60 năm qua, đặc biệt là trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, thành phố Vinh có bước phát triển toàn diện với nhiều thành tựu kết quả quan trọng. Phát huy kết quả đạt được trong 60 năm qua với các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những tiềm năng lợi thế sẵn có, tôi tin tưởng vững chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ đoàn kết chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu tạo ra những bước chuyển biến vượt bậc về mọi mặt, sớm hoàn thành mục tiêu đưa thành phố Vinh phát triển nhanh và đột phá, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần đưa Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa. Nghệ An như thế mới là Nghệ An, theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dịp này, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội đã vận động ủng hộ được số tiền 3 tỷ đồng để trao tặng cho nhân dân các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, mỗi huyện 1 tỷ đồng nhằm góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Sáng nay, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan trung ương của Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, phát huy bản chất cách mạng, tính chiến đấu và tính tiên phong của giai cấp công nhân để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện trong công cuộc đổi mới. Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6 đã đề ra 12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. Tối qua tại Hà Tĩnh, phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành cho người cao tuổi sự quan tâm sâu sắc, chăm lo cả vật chất và tinh thần, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về người cao tuổi. Với những kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc sống, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và xã hội. Tháng hành động năm nay được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc đầy đủ và phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của người cao tuổi. Tại buổi lễ, nhiều phần quà cũng đã được trao tặng cho các cụ ông, cụ bà tròn 100 tuổi và các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 20 năm qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Trận mưa lũ mới đây đã gây ra thiệt hại cho người dân nơi đây cả về người và tài sản. Thiệt hại ước lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhà chị Sinh mất đi 3 người thân và toàn bộ tài sản. Nửa tháng qua, gia đình chị và người dân nơi đây luôn được các cấp, các ngành và bà con trên địa bàn hỗ trợ, động viên để vượt qua khó khăn hiện tại. Đau buồn lắm. Giờ người em chú của tôi còn chưa được tìm thấy. Giờ mất hết, không còn gì nữa rồi. Những ngày qua, nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ, cũng biết ơn nhiều lắm. Sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách luôn được phát huy trong gian khó. Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc, những ngày qua, hơn 7 tỷ đồng ủng hộ đã kịp thời đến với bà con vùng lũ quét Liên Minh. Đến được cửa hiện trường cũng như đi thăm một số hộ có những người thân mất thì phải nói là bản thân cũng hết sức là xúc động. Trong đó có những gia đình đã mất 3 người, thay mặt cho đồng bào thành phố xin hết sức chia sẻ với những mất mát của bà con nơi đây. Mình cũng mong rằng là bà con sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Đảng, rồi các chương trình hành động của chính phủ, của cấp ủy chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành công và chúng ta đã chiến thắng được rất nhiều khó khăn của đất nước. Điển hình là đại dịch Covid-19. Nếu không có phong trào đại đoàn kết toàn dân cùng với các cái nguồn lực khác thì chúng ta sẽ rất khó vượt qua để đạt được những thành tích kỳ tích như ngày hôm nay. Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống báo chí truyền thông. Quán triệt tinh thần đó thì nửa nhiệm kỳ vừa qua, các cơ quan chỉ đạo, quản lý cùng các đơn vị báo chí trong cả nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo những chuyển biến tích cực để báo chí hoàn thành nhiệm vụ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Theo dõi mảng tài nguyên môi trường, nhà báo Hùng Võ luôn đau đáu đi tìm lời giải cho các vấn đề còn tồn tại. Dấn thân vào các điểm nóng, nhưng anh không hề đơn độc. Nhiều vụ phá hoại môi trường nghiêm trọng sau khi được đăng tải, ngay lập tức được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý kịp thời.
Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về công nghệ. Theo Tổng cục Thống kê, 9 tháng qua, tổng vốn FDI thu hút đạt trên 20 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều dự án có chất lượng cao, đúng với quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Công ty này đang đưa vào thử nghiệm nhà máy thứ hai ở Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư 16 triệu đô la Mỹ. Dự kiến sẽ đưa vào vận hành ngay trong tháng này nhằm đáp ứng các đơn hàng dây điện cho mẫu xe mới của Hyundai, Kia. Mới qua 9 tháng, sản lượng đã tăng gần gấp đôi so với cả năm ngoái. Các chỉ số về thương mại hiện nay đều tích cực. Cùng với đó là các dự án sản xuất ô tô xanh của chúng tôi đang đi đúng hướng, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững tại Việt Nam. Nếu như đầu năm các dự án FDI giải ngân khá cầm chừng, thì kết thúc 9 tháng tổng vốn giải ngân ước đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất cùng kỳ trong giai đoạn 5 năm qua. Vốn FDI giải ngân tập trung nhiều ở những địa phương có thế mạnh về hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư kinh doanh. Thanh Hóa phát huy khu kinh tế Nghi Sơn và hệ thống cảng biển nước sâu để tạo đáp ứng yêu cầu các nhà đầu tư. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp để có mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tính từ đầu quý 3 cho đến nay qua các tháng đều tăng, và đặc biệt là tháng 9 đã tăng kỷ lục. Điều đó cho thấy là niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Họ đã thấy được cơ hội sản xuất kinh doanh cũng như là chi phí cơ hội rồi tỷ suất lợi nhuận tăng cao và tích cực hơn. Theo các chuyên gia, triển vọng thu hút FDI cả năm nay được dự báo là khả quan khi các dự án FDI cấp mới hiện tăng mạnh cả về số lượng và giá trị. Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư nước ngoài trong khu vực. Điều này dễ hiểu bởi Việt Nam đang tăng tốc giải ngân đầu tư công và các lĩnh vực hạ tầng kết nối liên vùng, năng lượng xanh, phù hợp với xu thế dòng vốn FDI chất lượng cao đang ưu tiên các địa phương đầu tư lâu dài, bền vững và tăng trưởng xanh. Sự có mặt của các tập đoàn đa quốc gia về công nghệ cao, ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng không chỉ giúp mở rộng chuỗi sản xuất mà còn đầu tư thành lập các trung tâm nghiên cứu đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Những kết quả này chính là sự cụ thể hóa thiết thực nhất những mục tiêu mà Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị đã đề ra, là xây dựng thể chế chính sách ưu đãi vượt trội để tăng cạnh tranh quốc tế trong thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chất lượng cao. 9 tháng qua thì toàn ngành nông nghiệp đã mang về hơn 38 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản, với giá trị xuất siêu đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo song song cả hai mục tiêu là an ninh lương thực và tăng trưởng xuất khẩu, ngành nông nghiệp đã và đang vượt khó để phát huy vai trò là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế theo đúng tinh thần nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với giá trị kim ngạch đạt hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ, gạo là mặt hàng đã có mức tăng kỷ lục về giá. Giá gạo có thời điểm lên đến gần 650 đô la một tấn. Ở phân khúc cao cấp, một số doanh nghiệp đã bán gạo thơm với giá từ 1.000 đến 1.500 đô la một tấn. Nhiều doanh nghiệp đánh giá kim ngạch xuất khẩu lúa gạo năm nay sẽ vượt mức 4 tỷ đô la Mỹ với sản lượng 7,8 triệu tấn. Hiện nay một số các quốc gia truyền thống như là Philippines, Indonesia và thậm chí kể cả Trung Quốc, hầu hết là người ta vẫn chọn gạo Việt Nam bởi vì gạo Việt Nam của chúng ta có cái chất lượng đặc biệt là tốt. Cùng với gạo thì trái cây, cà phê là những mặt hàng có nhiều lợi thế để tăng tốc trong quý 4. 9 tháng qua, riêng mặt hàng rau quả đã đạt gần 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 72% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hai ngành thủy sản và lâm sản tuy giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng ngay quý 3 và quý 4 đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc. Chúng ta tập trung vào cái lợi thế của thị trường và cái ngành hàng. Và chúng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng cái mục tiêu 54-55 tỷ năm 2023 mà chính phủ Thủ tướng vừa giao là ngành nông nghiệp sẽ hoàn thành và về đích. Tuy nhiên, thách thức thời gian tới cũng không nhỏ. Nông sản Việt có nguy cơ chịu thuế đối với sản phẩm có mức phát thải lớn, trong khi sức ép cạnh tranh sản phẩm cùng loại ngày càng tăng, như gạo có Campuchia, Myanmar, thủy sản có Ấn Độ, Mexico, Indonesia. Năm nay có khả năng là nước lũ ở đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ về rất là thấp, mà thậm chí là không đáng kể. Cho nên vấn đề El Nino là chắc chắn là sẽ rất là ảnh hưởng. Và nếu như vậy thì nó sẽ còn tiêu cực ở cái hàng hóa cho vụ thu đông cũng như là đông xuân tới. Vấn đề đặt ra cho cả nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu trong quý 4 này
là phải tiếp tục duy trì kiểm soát tốt chất lượng các mặt hàng, đảm bảo chặt chẽ các quy định của nước nhập khẩu như Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đó cũng là một trong những giải pháp để cụ thể hóa nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hướng đến phát triển quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn, xây dựng nền nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả. Lợi dụng cách thức cho vay đơn giản, thủ tục nhanh gọn của các tổ chức tài chính hợp pháp cho vay tín dụng, vay tiêu dùng. Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm hướng dẫn cách vay tiền và bùng nợ, quỵt nợ vay. Và những hội nhóm này thì có số lượng thành viên đăng ký tham gia từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn người, chuyên chia sẻ cách đối phó và tư vấn bùng nợ thẻ tín dụng cũng như là vay tiêu dùng. 2 năm trước, nhân viên văn phòng này đã vay một khoản tiêu dùng nhưng tới hạn không có tiền để trả nợ. Cô đã lên mạng xã hội và bị lôi kéo trở thành thành viên của một hội nhóm dạy cách bùng nợ, trốn nợ. Sau một thời gian thì đã lên một cái số tiền lãi nhất định rồi, thì em cũng khá là hoảng, cũng không dám trao đổi với cả gia đình. Thì thấy có cái hội nhóm dạy cách trốn nợ, bùng nợ đấy, người ta cũng tư vấn là cứ kệ đi, bên các công ty đấy mà người ta có gọi ấy, thì cứ hứa hẹn cho có, xong rồi cứ đến hẹn là thôi. Các anh chị thể hiện cái chiến tích là mình đã bùng nợ được ở những đơn vị nào, giống như kiểu người ta quảng cáo ấy, và lôi kéo thành viên. Thì em không biết là sau này những cái hội nhóm đấy có được chuyển tên và được bán đi không, bởi vì là em thấy có cả vài chục ngàn người tham gia và được phải trải qua những cái kiểm duyệt ấy, chứ không phải là vào đâu. Không chỉ khoe chiến tích bùng được tiền vay để trèo kéo, mời gọi thêm nhiều thành viên vào hội nhóm, mà những admin giấu mặt còn hướng dẫn thành viên sử dụng các dịch vụ hỗ trợ vay qua các ứng dụng, rồi trốn nợ bằng cách làm căn cước công dân giả, bán tài khoản mạng xã hội ảo. Tùy mạng ảo, người ảo, nhưng nợ là thật. Thời điểm sau này ấy, em có muốn vay trả góp cái xe máy, thì ra thì bên nhân viên tư vấn ở chỗ bán xe ấy, thì họ bảo là em đang bị nợ xấu rồi, nên là không vay được. Uy tín của gia đình ấy, là hàng xóm, họ hàng cứ nói ra nói vào là vay nợ mà bùng nợ thì nó lại ảnh hưởng đến đạo đức. Nên là em thấy là nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Cái việc mà bùng nợ như vậy nó tạo ra cái sự xáo trộn trong cái hệ thống tài chính tiền tệ và làm cho những cái việc đòi nợ, rồi bán nợ, mua nợ, rồi các cái hình thức khác, thậm chí có thể có cả những cái hình thức đòi nợ dưới cái dạng xã hội đen nó xuất hiện. Hành vi lôi kéo, bày cách quỵt nợ tiềm ẩn những động cơ nguy hiểm. Người vay khi làm theo sẽ vướng vào những hệ lụy khó kiểm soát, thậm chí có thể bị xử lý vì tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản với khung phạt có thể lên đến 20 năm tù. Trong văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước mới đây, thì Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết là hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng do Ngân hàng Nhà nước cấp phép hiện gặp nhiều khó khăn do các hành vi bùng nợ, quỵt nợ của các hội nhóm. Nợ xấu của nhiều công ty tài chính tiêu dùng đã tăng lên ở mức rất cao và thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Hôm nay mưa cùng với chiều cường đã gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Mực nước chiều cường chiều nay cao hơn chiều qua. Nhiều tuyến đường ở quận 6, quận 7, huyện Bình Chánh bị ngập nặng. Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, nước đã ngập đến gần hết bánh xe máy, khiến nhiều người phải dắt bộ khi đi qua tuyến đường này. Dự báo ngày mai thành phố Hồ Chí Minh khả năng ngập vẫn tái diễn. Vì dự báo dù mực nước có giảm, vẫn quanh báo động 3 ở trạm Phú An và Nhà Bè, thời gian xảy ra ngập do chiều cường sẽ là từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh Kon Tum có dấu hiệu gia tăng. Từ tháng 8 đến nay có hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết đến khám tại khoa y nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Riêng trong tháng 9, số lượng ca mắc tăng cao với hơn 100 ca. Trong đó, nhiều trường hợp bệnh nhân phải nhập viện điều trị, có triệu chứng nặng. Dù chưa có trường hợp tử vong nhưng với diễn biến thời tiết nóng ẩm, mưa nắng đan xen thất thường như hiện nay sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh các ổ dịch trên địa bàn. Người dân cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi hộ gia đình tự diệt lăng quăng mỗi tuần một lần. Ngành y tế phải đảm bảo đủ các nhu cầu cần thiết để chủ động khống chế các ổ dịch, đặc biệt không để có trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nhập viện do ngộ độc khí N2O vì lạm dụng hít bóng cười trong một thời gian dài. Có những thanh niên sử dụng hàng trăm quả bóng cười mỗi ngày.
mờ mắt, co rút chân tay, tê bì và không thể tập trung được. Chàng trai này đã mắc các triệu chứng này trong nửa năm qua. Ban đầu chỉ hút một vài quả khi tụ tập bạn bè. Lâu dần, anh sử dụng hàng trăm quả mỗi ngày. Em không sử dụng nữa nhưng mà nó không tự đỡ được ấy. Nó càng ngày càng nặng lên nhỉ. Nhưng mà bây giờ em bị quên, không ghi nhớ được ngày hôm qua. Vậy em bị co rút người ấy. Mắt em bị mờ một bên mắt. Một bên mắt nó không kiểu như không lấy nét đấy. Khó thở, bị kiểu như lo lắng, khó thở, sút cân. Thanh niên này cũng phải nhập viện vì lý do tương tự. Mặc dù đã có những triệu chứng tê bì chân tay từ lâu, nhưng anh vẫn tiếp tục sử dụng. Đồng thời cũng là đầu mối buôn bán khí N2O. Mỗi ngày anh cũng hút khoảng 200 đến 300 quả bóng cười. Và hậu quả là anh có nguy cơ liệt nửa người. Trước hút thì nó hút số lượng ít thì nó không sao cả. Bây giờ và 2 tháng đây thì hút số lượng nhiều thì đấy là nó tê bì chân tay. Đấy, liệt nửa người. Ông thưa ta là em là bên xỉ nẻ. Nói chung là em nhập về không phải là em bán anh em bạn bè quanh đây thôi. Bóng cười thực tế là quả bóng được bơm khí N2O. Khi chất này vào cơ thể sẽ gây một hiệu ứng giảm lo âu, giảm đau, sảng khoái. Tuy nhiên về lâu dài sẽ gây tổn thương thần kinh, tủy sống cổ, tổn thương não, yếu cơ, không đi lại được. Nhiều trường hợp khi làm các chẩn đoán hình ảnh, các phần sâu của não đã bị phá hủy. Lưu ý là cái cách thức tác dụng của N2O ở cái mức tế bào, chi tiết bên trong cơ thể nó rất giống với cái ma túy nhóm OP hay nhóm heroin. Những người sử dụng luôn luôn có xuống tăng liều lên, lúc đầu chỉ một vài quả, sau đó hàng chục quả một ngày, sau tí với hàng, sau đó hàng trăm quả. Trước tình trạng số ca ngộ độc do lạm dụng bóng cười có chiều hướng gia tăng, mới đây Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng sản phẩm khí N2O, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích như bóng cười. Được ví như viên ngọc xanh của khu vực Đông Bắc, Cao Bằng sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hệ thống di tích lịch sử giá trị cùng nhiều di sản phi vật thể được thế giới vinh danh. Phát huy những tiềm năng thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, Cao Bằng chú trọng phát triển du lịch bền vững, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó lưu giữ dấu ấn của cách mạng Việt Nam. Năm 1941, sau 30 năm tìm đường cứu nước, Bác Hồ về nước và đặt căn cứ địa cách mạng tại đây. Khu di tích được Cao Bằng quy hoạch, tôn tạo, trở thành địa chỉ đỏ của đông đảo người dân, du khách. Đến cái thời kỳ của chúng tôi là rất là sung sướng và nghe lại những cái thời kỳ của Bác ấy là tôi rất là xúc động. Là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam và nằm trong top 10 thác nước đẹp nhất trên thế giới, thác Bản Dốc chính là điểm nhấn của du lịch Cao Bằng và việc gìn giữ vẻ đẹp hoang sơ của địa danh này cũng đang góp phần vào sự phát triển của việc đánh thức tiềm năng du lịch địa phương. Những ngày cuối tuần, thác Bản Dốc đón hàng nghìn du khách thưởng lãm cảnh sắc non nước hữu tình. Nơi đây quá đẹp, khung cảnh thật tuyệt vời, thật không thể tin được. Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới và đây là một trong những điểm du lịch tuyệt vời nhất. Cao Bằng xác định tập trung mũi nhọn vào phát triển du lịch dịch vụ, trong đó thì quan tâm đến phát triển du lịch bền vững, đầu tư xây dựng các cái sản phẩm du lịch gần gũi với thiên nhiên, đảm bảo tính bền vững cũng như là giữ cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ đúng như vốn có của tỉnh Cao Bằng. Một vụ nổ đã xảy ra ngày hôm nay tại trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Nội vụ nước này đã nhanh chóng xác nhận đây là hành động đánh bom tự sát. Theo các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thì hai phần tử khủng bố đã tới hiện trường trên một chiếc xe quân sự hạng nhẹ. Địa điểm thực hiện vụ đánh bom là lối vào Tổng cục An ninh thuộc Bộ Nội vụ. Trong khi đó thì Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một đối tượng tấn công đã kích nổ quả bom tự sát, trong khi đối tượng còn lại bị cảnh sát vô hiệu hóa. Hai cảnh sát đã bị thương trong vụ đánh bom nói trên. Vụ việc trên diễn ra chỉ vài giờ trước khi các nghị sĩ dự kiến nhóm họp trở lại tại tòa nhà Quốc hội gần đó sau kỳ nghỉ hè năm nay. Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom này. Ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa một phần.
Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật trên chỉ vài giờ trước thời hạn cuối là nửa đêm ngày 30 tháng 9 theo giờ Mỹ. Đạo luật ngân sách tạm thời này sẽ cho phép duy trì hoạt động của chính phủ cho đến hết ngày 17 tháng 11 tới. Trước đó, thì trong nỗ lực phút chót nhằm tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Trung Quốc vừa thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp mới nổi với quy mô mục tiêu là hơn 100 tỷ nhân dân tệ, tương đương với gần 14 tỷ đô la Mỹ. Đây là một phần nỗ lực cải cách doanh nghiệp nhà nước rộng lớn hơn, tạo động lực tăng trưởng mới. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển, Quỹ hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp mới nổi sẽ hoạt động đầy đủ chức năng trong năm nay. Với hơn 20 doanh nghiệp nhà nước trung ương, chính quyền địa phương và các quỹ muốn góp vốn vào, các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược tận dụng các công nghệ và mô hình kinh doanh mới như trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Ngành chức năng đang tích cực tìm các doanh nghiệp tiềm năng giúp các doanh nghiệp này nắm bắt cơ hội tái cấu trúc phù hợp với chuỗi công nghiệp toàn cầu, nhất là thúc đẩy sâu rộng kinh tế kỹ thuật số, hình thành lực lượng sản xuất mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng Trung Quốc. 3 năm gần đây, doanh nghiệp nhà nước trung ương đã tăng trưởng đầu tư trung bình hơn 20% một năm trong các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược. Riêng trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tập trung thúc đẩy các ngành công nghiệp mới nổi với 15 lĩnh vực chính, gồm truyền thông di động thế hệ tiếp theo, trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học, vật liệu mới, v.v. Mục tiêu là tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược của các doanh nghiệp nhà nước trung ương lên hơn 2% trong năm nay. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Từ hôm nay, Liên minh châu Âu-EU chính thức áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon giai đoạn 1, còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Trong giai đoạn này, cơ chế sẽ áp dụng đối với nhập khẩu xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện và khí hydro. Các nhà nhập khẩu ở EU sẽ phải báo cáo khối lượng nhập khẩu và lượng phát thải khí nhà kính có trong hàng hóa nhập khẩu, nhưng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào ở giai đoạn này. Đồng thời được yêu cầu thu thập dữ liệu của quý tư năm nay và nộp báo cáo đầu tiên trước ngày 31 tháng 1 năm sau. Giai đoạn tiếp theo dự kiến bắt đầu vào năm 2026. Các nhà nhập khẩu sẽ phải mua chứng chỉ khí thải theo mức giá carbon hiện hành tại EU nếu lượng khí thải này vượt quá tiêu chuẩn của khối. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thí điểm chương trình khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi. Mỗi năm thì ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 150 tỷ đồng để khám sức khỏe cho khoảng 1 triệu người cao tuổi trên địa bàn nhằm phát hiện sớm, kiểm soát tốt các bệnh lý mãn tính và tiết kiệm chi phí điều trị. Người cao tuổi sẽ được khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu, v.v. Theo báo cáo của ngành y tế thì người già ở Việt Nam sống thọ nhưng mà không khỏe. Trung bình một người cao tuổi có 3 bệnh lý cùng lúc, thậm chí là người trên 80 tuổi có tới 6 bệnh. 67% người già có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu. Đảm bảo sức khỏe và thu nhập ổn định cho người cao tuổi cần được chú trọng hiện nay. Chỉ có 1/3 trong số hơn 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội. Để lấp khoảng trống về thu nhập, nhiều người cao tuổi đã bắt tay khởi nghiệp bằng tất cả kinh nghiệm, sự mạnh dạn và tâm huyết của mình. Với suy nghĩ tuổi già không chỉ sống vui, sống khỏe mà phải sống có ích, bà Nhìn quyết tâm khởi nghiệp dù đã gần 70 tuổi. Nhờ nguồn vốn vay ban đầu từ địa phương cùng sự ủng hộ của gia đình, mô hình trang trại nuôi ếch nuôi gà của bà đã cho xuất chuồng và đem lại lợi nhuận khả quan. Bây giờ mình còn làm được thì cứ làm đi đã. Tuổi về già lúc đấy phụ thuộc con cái sau. Trên thực tế, không ít người cao tuổi vẫn vấp phải sự phản đối từ người thân khi khởi nghiệp. Khó khăn khi tiếp cận với nguồn vốn vay. Dù bước đầu đã có thành quả với mô hình nuôi lợn rừng bằng chuối, song bà Phụng cho biết không thể vay được vốn từ ngân hàng khi thực hiện ý tưởng của mình, phải vay mượn thêm bạn bè. Không được vay. Mình quá tuổi rồi thì người ta không cho vay. Câu lạc bộ liên thế hệ này, có nguồn vay tuổi về
cao rồi thì đầu tiên để làm. Cho đến nay thì thật ra là người cao tuổi là trên 60 tuổi rồi là không được vay vốn, thì một điều cũng đang bất hợp lý so với các đối tượng thành phần khác. Già hóa dân số đang đặt Việt Nam trước những thách thức liên quan đến nguồn cung lao động và sử dụng lao động là người cao tuổi. Theo các chuyên gia, tới đây luật việc làm cần sửa đổi hướng tới các quy định để người cao tuổi có thể tiếp cận việc làm, vay vốn, tiếp cận thị trường lao động. Tạo ra cái môi trường, cái điều kiện để cho người cao tuổi làm việc bằng cái cách là phát triển hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe rồi phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi để người ta tiếp tục duy trì được cái khả năng làm việc. Cái thứ hai là dành một số những cái công việc, lĩnh vực công việc mà nó phù hợp với sức khỏe của cái lứa tuổi người cao tuổi mà có thể làm. Nhu cầu việc làm cho người cao tuổi là nhu cầu chính đáng và ngày càng tăng, giúp người cao tuổi không bị phụ thuộc hoặc rơi vào nghèo đói. Trong bối cảnh lưới an sinh xã hội chưa phủ được hết đối tượng người cao tuổi thì cần có thêm các quy định của pháp luật về việc làm cho người cao tuổi để họ có thể tiếp tục lao động và hưởng các chế độ như những đối tượng khác. Thưa quý vị, sau 10 ngày thông xe, nhiều trụ đèn trên đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bị trộm dây cáp điện. Việc này ảnh hưởng tới an toàn giao thông cho người lái xe qua đoạn đường này, đặc biệt là vào ban đêm. Đây là một trong những trụ đèn bị cắt trộm dây cáp điện, kéo dài khoảng 500m từ vị trí tôi đứng về phía sau kia. Và như quý vị đã thấy thì xung quanh hai bên đường đều là đất trống, không có nhà dân. Chính vì vậy, việc dây cáp bị cắt trộm cứ lặp đi lặp lại. Khu vực có nhiều trụ đèn bị cắt trộm cáp nhất là ở giao lộ đường song hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây giao với đường số 4, kéo dài đến cầu Mương Kên, ghi nhận hơn 10 trụ đèn bị cạy nắp, lấy trộm đường cáp bên trong. Ngoài cáp điện, các hộp điện trong nước và hộp rẽ nhánh cũng bị mất trộm, làm cho hệ thống chiếu sáng không hoạt động, gây mất an toàn giao thông. Trước thực trạng này, đơn vị thi công đã khẩn trương cố gắng khắc phục. Tuy nhiên, do tình trạng trộm cắp vẫn tái diễn, cùng với đó là không có sẵn vật tư thay thế, phải đặt mua nên nhiều trụ điện chưa được khắc phục được ngay. Nhà thầu đã kiến nghị chủ đầu tư, các cơ quan quản lý an ninh trật tự địa phương hỗ trợ, tìm phương án bảo vệ tài sản, đảm bảo chiếu sáng và an toàn cho xe cộ đi lại vào ban đêm. Hiện Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, xử lý vụ việc. Thưa quý vị, câu chuyện san lấp trái phép phế thải xây dựng ở địa bàn Hà Nội không phải là câu chuyện mới, nhưng những hệ lụy mà nó để lại cho đất đai, môi trường thì chưa bao giờ là cũ cả. Nhất là ở thành phố lớn như là ở thủ đô, mỗi ngày phát sinh khoảng 4.000 tấn phế thải xây dựng, theo như thống kê báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội. Chừng nào mà phế thải xây dựng chưa được thu gom xử lý đúng nơi quy định, thì nạn san lấp trái phép bằng thể phế thải xây dựng lẫn rác bẩn sẽ chưa thể chấm dứt. Khi mà phế thải được đổ không đúng vị trí của nó, thì những vi phạm liên quan tới đất đai môi trường luôn là vấn đề nóng. Câu chuyện vừa được nhóm phóng viên ghi nhận tại địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nhìn từ trên cao dễ dàng có thể nhận ra khu vực này vẫn chưa bị bê tông hóa, khi còn một phần diện tích mặt nước lên đến hàng nghìn mét vuông, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư và tòa nhà cao tầng trên địa bàn xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nhưng sự tồn tại của nó cũng đang bị đe dọa bởi nạn đổ phế thải xây dựng đang diễn ra. Khi chúng tôi thực hiện câu chuyện phóng sự này thì nhiều người nói rằng ở Hà Nội không còn tình trạng san lấp ao hồ nữa. Vì thực tế không còn ao hồ để mà san lấp. Nhưng đó là câu chuyện của một vài năm tới. Hai khu ao nước nằm sát cạnh nhau nhưng cùng chung số phận khi bị phế thải xây dựng lẫn rác bẩn xâm chiếm. Từ ngày này qua ngày khác, phế thải đổ trái phép với độ cao lên đến hơn chục mét. Khó ai xác định được có bao nhiêu nghìn tấn phế thải xây dựng đã được đổ xuống đây. Vì ngoài phần lộ thiên nhìn thấy như thế này, thì còn có cả một lượng lớn đã chìm sâu dưới mặt nước. Chà cả đâu nó cứ về nó đổ, thỉnh thoảng chắc đêm hôm nó lại cứ ghé chuyến nó lại. Bọn nó cứ làm nhà, làm cửa nó phá nó lại đi nó đổ. Mang những hình ảnh ghi hình trên thực tế làm việc với lãnh đạo xã Vân Canh, thì chúng tôi được thông tin phần diện tích mặt nước bị san lấp trái phép lại chỉ là đất ruộng của 94 hộ dân trên địa bàn, được nhà nước giao quản lý sử dụng theo Nghị định 64. Sau khi các dự án xung quanh mọc lên, khu ruộng này còn sót lại, trở thành vùng trũng nước, hay còn gọi bằng một cái tên khác là đất sen kẹt. Thực ra cái việc mà đổ cái chất thải xây dựng vào khu ruộng ấy, đối với theo quy định thì cũng không là không đúng. Thế nhưng mà cũng vì một cái lý do là đối với các cái khu ruộng đó không thể canh tác trên cái phần đất nông nghiệp được nhà nước giao cho các hộ dân. Thế nên là các hộ dân đó thì cũng với một cái lý do là người ta tận dụng cái việc mà đổ và cái vật liệu xây dựng đó, sau đó thì người ta có thể là đổ một cái lớp đất màu trên, người ta trồng các cái cây ăn quả, cây ngắn ngày thôi.
Lý do nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại chứa đựng những điều bất hợp lý. Vì nếu như vậy thì công tác quản lý còn có ý nghĩa gì? Chưa kể thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác. Phế thải đổ đến đâu sẽ được san phẳng ngay rồi dầm chặt để tạo mặt bằng nhằm xóa sổ hiện trạng khu đất nông nghiệp. Và rồi chẳng có cây trồng nào được mọc lên, mà thay vào đó khu ruộng biến thành nơi tập kết máy móc công trình hoặc dựng nhà container. Quan điểm của địa phương thì cũng muốn là làm sao, thứ nhất nếu như nằm trong cái quy hoạch ấy, thì nhà nước sớm thu hồi để những cái khu ruộng đấy để triển khai vào các cái dự án hay là làm đất đấu giá để mà người dân người ta có thu lại được một phần quyền lợi. Và cái thứ hai là cái hiện tượng mà đổ cái đất thải nó không xảy ra nữa. Dù chủ trương quy hoạch sử dụng đất của địa phương được thực hiện như thế nào, nhưng một điều quan trọng nhất là phải giữ nguyên hiện trạng đất đai. Vì nếu buông lỏng quản lý để khu đất ruộng bị san phẳng với tốc độ như thế này thì rất khó có thể khôi phục lại như ban đầu được nữa.